Do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt là trong hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm chỉ đạo từ tỉnh tới huyện, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực, đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã xuống cơ sở và việc phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực trong 10 năm từ năm 2011 tới năm 2021, xã Phụng Công, huyện Văn Giang đã trở thành một trong những xã đầu tiên của tỉnh Hưng Yên về đích xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Điều đáng nói là trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phụng Công không chỉ bảo tồn, gìn giữ mà còn phát huy được các giá trị truyền thống. Trong không khí sắc xuân đang ngập tràn trên khắp các làng quê, mời quý vị cùng chúng tôi về thăm xã Phụng Công, xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Hưng Yên, một miền quê đáng sống. Xuân đến rồi đó. Xã Phụng Công nằm ở phía tây bắc của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Từ Phụng Công đến trung tâm thành phố Hà Nội chỉ khoảng hơn 10 km. Với vị trí địa lý, giao thông hết sức thuận lợi, người dân Phụng Công không chỉ cần cù, chịu khó mà còn rất năng động, sáng tạo, nhanh nhạy bắt nhịp với cơ chế thị trường. Chính vì thế, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Phụng Công đã thực sự thay da đổi thịt. Minh chứng là trước những năm 2012, khu đất bãi ngoài đê của Phụng Công chủ yếu là trồng ngô, giá trị kinh tế rất thấp. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã chủ trương khuyến khích động viên người dân chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng hoa nhằm phát huy nghề truyền thống của địa phương. Nắm bắt được chủ trương của xã, người dân nơi đây đã nhanh chóng biến cánh đồng chuyên trồng ngô thành vùng trồng hoa cây cảnh tập trung. Nhưng làng hoa Phụng Công được hình thành thì từ rất xa xưa rồi. Và xưa kia ấy, thì như chúng tôi được biết là chỉ có những cái gia đình có điều kiện thì mới được chơi hoa, và Phụng Công cái sản phẩm đặc trưng đó là cây hoa trà. Và quá trình khi mà phát triển của xã hội thì làng hoa Phụng Công và cây trà hoa trà, những cái cây đặc sản của Phụng Công bắt đầu được hình thành và phát triển. Ngoài cái giá trị sản phẩm làng hoa truyền thống thì nhân dân Phụng Công cũng hết sức năng động tiếp cận với khoa học công nghệ, tiếp cận với cái giống hoa mới để đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Năm 2018 thì được Chủ tịch Ban tỉnh Hưng Yên công nhận là làng nghề hoa cây cảnh xã Phụng Công. Toàn xã Phụng Công có 5 thôn với trên 2.200 hộ dân, thì có tới 1.800 hộ làm nghề trồng hoa cây cảnh với diện tích gần 100 hectare. Các loại hoa cây cảnh của xã Phụng Công rất đa dạng, vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Để việc sản xuất kinh doanh mang tính bền vững, xã đã đẩy mạnh các mô hình liên kết để phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm chủ lực của làng nghề là các loại cây như hoa trà, hoa hồng, hoa giấy, hải đường, mộc, trạng nguyên, cây công trình, cây thảm, viền, nền. Do kinh doanh sản xuất theo chuỗi, sản phẩm hoa cây cảnh, cây công trình của Phụng Công đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước, nhưng nhiều nhất vẫn là thị trường thủ đô Hà Nội. Theo các chủ vườn ở đây cho biết, giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác ở Phụng Công ngày càng tăng cao, bởi người dân nơi đây luôn cập nhật, tiếp thu cái mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để áp dụng công nghệ cao vào thâm canh, sản xuất hoa cây cảnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Người xưa có câu vua chê lan, quan chê trà. Câu nói cho thấy hoa trà là một trong những loại cây thanh cao, và việc chơi trà là một thú chơi tào nhã. Từ xa xưa thì người dân xã Phụng Công, huyện Văn Giang đã biết chơi trà. Cùng với thời gian thì việc trồng trà và chơi trà ở đây đã dần được thương mại hóa. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại nhà vườn Biên Huế, có diện tích trồng trà lên tới gần 6.000 m². Ở đây thì có hàng nghìn gốc trà, và trong đó thì có rất nhiều gốc trà lên tới cả trăm năm tuổi. Hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa trà, vợ chồng anh Chử Văn Biên và chị Phạm Thị Huế được người dân suy tôn là vua trà đất Phụng Công. Nhà vườn Biên Huế rộng gần 6.000 m², hiện đang được trồng luân phiên tới 1 vạn cây hoa trà lớn nhỏ trên năm. Vợ chồng anh chị không chỉ là những người trồng nhiều trà
mà còn là những người có kỹ thuật giỏi nhất nhì trong xã và là những nghệ nhân luôn tạo tác ra những cây trà có thế đẹp, độc, làm say đắm lòng người. Nói về cây trà này thì thường thì người ta làm theo hình khối. Hình khối của tự nhiên, cây cổ thụ thu nhỏ hoặc những cây dáng theo như kiểu là thác đổ hoặc là dáng đuôi công ấy, là những cái dáng đấy là để trưng bày ngày Tết cho nó rực rỡ. Còn cây thế thì nó rất là rộng, có cây đến 7-8 mét mà 5-6 mét là bình thường. Cấy ghép vào để tạo ra một cái sản phẩm nó độc đáo, nó mang tính chất thời gian rất là lâu. Thực ra những cái sai như này thì chưa ai dám làm, bởi vì nó chi phí cũng lớn và nó cũng đòi hỏi cái thời gian mình phải bỏ ra với nó. Thì khi một số cây gia đình đã làm thành công rồi thì khách hàng là rất thích. Năm nay, ngoài những cây hoa trà truyền thống, nhà vườn bên Huế còn ghép mắt hoa trà lên thân cây sở, một loại cây cùng họ với hoa trà. Những cây này thường có chiều cao từ 3 đến 7 mét, phục vụ nhu cầu khách hàng có khuôn viên trang trí rộng. Chúng tôi có cây truyền thống như là trà bạch, trà thâm và trà phấn hồng. Ngoài ra thì có một số giống nước ngoài, dụ như là trà cung đình đỏ, trà vàng, các loại giống lai tạo. Thì có rất là nhiều loại đa dạng, nó từ giá cao đến giá thấp, nó tính theo độ tuổi của cây. Những cái cây gốc bé vài năm thì nó lại giá chỉ vài trăm nghìn. Những cây 3-40 triệu, cái cây 10 triệu, 5 triệu có hết. Còn những cây cổ thụ thì nó hàng trăm năm tuổi thì nó sẽ đắt ạ. Thu nhập của chúng tôi mỗi năm doanh thu vài tỷ, trừ chi phí mỗi năm thì bỏ ra vài trăm triệu. Tôi ở trong Vinh, mỗi dịp Tết tôi cũng rất là hay lui tới để tôi lấy cây cho về cửa hàng tôi và cũng lấy cho khách hàng để về chơi nữa. Phùng Công này thì nó cũng là cái đất nó nổi tiếng về những cây trà cổ rất là đẹp rồi. Đi rất là nhiều vườn rồi nhưng mà vườn này rất là ấn tượng vì ở vườn này có những cây trà đến tuổi đời đến hàng trăm tuổi. Cái thế cây ở đây thì làm cũng rất là đẹp và rất là chuyên nghiệp vì dân Phùng Công ở đây thì người ta có cái tuổi đời làm rất là lâu năm rồi. Nên là cả cái đường bóng tay cành làm rất là chuyên nghiệp. Đến xã Phùng Công vào những ngày cuối năm, chúng ta có cảm giác như đi vào rừng hoa, những khu sinh thái có tầm cỡ. Bởi hầu hết các mô hình trồng hoa ở Phùng Công đều có quy mô lớn. Điển hình như nhà vườn Phương Tiến trồng tùng La Hán Nhật Bản của anh Hoàng Anh Tiến ở thôn Đại, hay nhà vườn Tiến Trà trồng hoa mẫu đơn của anh Vũ Tiến ở thôn Ngọ. Anh Vũ Tiến cũng được giới sảnh hoa và nhân dân địa phương mệnh danh là ông vua mẫu đơn, sở hữu vườn cây mẫu đơn lớn nhất Việt Nam. Hiện gia đình anh đang có 6 vườn trồng hoa mẫu đơn. Vườn rộng nhất 5.000 m2 với số lượng lên đến gần 10.000 cây. Trong đó có khoảng 40 cây mẫu đơn cổ thụ. Bản thân tôi ấy, là được thừa hưởng cái truyền thống làm nghề cây cảnh từ cái thời cha ông của nhà mình. Làng nghề của mình ấy, thì mỗi nhà làm một loại cây nó khác nhau. Tôi thấy rằng là cái giống mẫu đơn cũng như là cái cây mẫu đơn hoa của nó rất là đẹp. Tôi muốn bảo tồn cái giống mẫu đơn quý của Việt Nam này. Vì hiện nay thì bây giờ có khoảng hơn 2 hectare trồng đặc chủng mẫu đơn. Mà nhà mình thì nhiều mẫu đơn nhất cả nước Việt Nam này. Bởi vì mình có bao tiền của mình dồn hết vào đầu tư vào mẫu đơn và trồng mẫu đơn. Một năm ấy thì nhà mình bán thì số lượng thì rất là nhiều, khoảng độ vài vạn cây mẫu đơn giống. Doanh thu thì mỗi năm cũng bán được vài tỷ đồng. Phùng Công hiện đang là một trong những vựa cây lớn của tỉnh Hưng Yên và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Năm 2022, giá trị kinh tế 1 hectare trồng hoa của Phùng Công đạt 650 triệu đồng. Năm 2023 đạt trên 810 triệu đồng. Cá biệt có những diện tích trồng hoa trà, hoa lan cho giá trị đạt từ 1 tỷ đồng trên 1 hectare trở lên. Làng nghề hoa cây cảnh đã và đang giúp hàng trăm hộ dân trong xã trở thành tỷ phú. Địa phương thì chỉ còn khoảng 100, sắp xỉ 100 hectare đất canh tác thôi. Bà con hội viên thì là hiện nay là vừa mua vừa thuê của các cái xã hoặc các cái huyện, các cái tỉnh lân cận thì nó khoảng sắp xỉ 400 hectare. Đấy là họ trồng cây nguyên liệu bên ngoài và mang về địa phương tiêu thụ thành phẩm. Việc mà sản xuất phân tán như thế thì người ta phải cần có một cái sự thống nhất, giữ được cái bí quyết của làng nghề. Chúng tôi thành lập các câu lạc bộ và các cái tổ hợp tác chia sẻ cái kinh nghiệm, thông tin về làng nghề, thông tin sản phẩm, chia sẻ các cái kinh nghiệm sản xuất, đặc biệt là thông tin thị trường. Các cái hộ sản xuất kinh doanh giỏi và các cái hộ thu nhập cao ấy, hiện nay là từ 1 tỷ đổ lên đến hàng chục tỷ thì có khoảng hơn 100 hộ một năm. Không chỉ nổi tiếng với nghề sản xuất hoa cây cảnh, từ xa xưa, Phùng Công đã nổi tiếng với nghề truyền thống làm bánh tẻ hay còn gọi là bánh răng bừa. Hiện nay, bánh răng bừa Phùng Công không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn được nhiều người chọn mua làm quà biếu để mang sang nước ngoài.
Công việc này hiện đang tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và một số vùng lân cận. Bánh tẻ hay còn gọi là bánh răng lửa là một đặc sản ẩm thực mang nét đặc trưng của địa phương. Sản phẩm đã được đăng ký thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ và nhiều lần đoạt giải thưởng tại các cuộc thi ẩm thực trong nước. Sản phẩm được làm từ các nguyên liệu do người dân địa phương làm ra như lá dong, gạo, thịt lợn, mộc nhĩ, nấm hương. Với hình thức đẹp mắt, vị bùi bùi, béo ngậy của nhân bánh tạo nên hương vị riêng biệt, đặc trưng của bánh tẻ Phụng Công. Nghề làm bánh của xã có từ thời các cụ rồi. Làm bánh này là phải chọn thịt lợn sạch và thịt vai là chính. Gạo thì là gạo khi giòn trộn với vị tẻ thơm. Xong mình ngâm độ 1 tiếng đồng hồ là xay nước vôi trăm. Người tiêu dùng ấy là người ta đến tận nhà người ta lấy thôi, mình không phải mang bán ở đâu cả. Mỗi lần về đây thì em đều vào cửa hàng mua bánh về để cho gia đình ăn. Gia đình rất thích ăn cái loại bánh tẻ này. Tôi rất là hay mua bánh răng bừa ở quê hương Phụ Công thì thực sự là một loại bánh đặc sản rất là ngon và dễ ăn. Toàn xã hiện có 20 cơ sở làm bánh tẻ truyền thống. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, các cơ sở làm nghề đã đầu tư máy móc hỗ trợ các khâu xay gạo, thái thịt để nâng cao chất lượng, số lượng bánh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các cụ ngày xưa làm thì nó có một giống lúa riêng, người ở quê này gọi là giống lúa nim, chuyên để làm cái bánh này, nó ngon cực kỳ luôn. Nhưng lâu dài ngày rồi là nó mất cái giống này, thì bây giờ chúng tôi phải dùng cái gạo khác thay thế, nhưng mà nó cũng rất là ngon, thì bây giờ phải chọn tám thơm và những loại đặc sản truyền thống của các địa phương khác. Cái bánh tẻ của chúng tôi đã được cấp cái sản phẩm ô cốp 3 sao tiêu thụ thuận lợi. Ngày thường thì chúng tôi chỉ gói 1.000, 2.000 một ngày là có người đặt. Thế còn thì nếu mà ngày Tết ý, thì không làm chế được. 50.000 chiếc cũng hết. Tết ai cũng có nhu cầu là dùng bánh tẻ, đâm ra là quá tải. Ngày thường chúng tôi kiếm thì là cũng được độ 300.000, 500.000 một ngày. Mà ngày Tết phải được nhiều hơn. Nhờ đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống và các hoạt động thương mại, kinh doanh, dịch vụ, tăng trưởng kinh tế của xã Phụng Công luôn đạt cao. Năm 2023 tăng 8% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng trên năm và là xã có mức thu nhập cao trong khu vực. Toàn xã không còn hộ nghèo. Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, vùng đất Phụng Công đã nổi tiếng về bề dày truyền thống lịch sử văn hóa. Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Phụng Công đã huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng các công trình văn hóa tín ngưỡng tâm linh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của bà con nhân dân, từ đó khơi gợi, bồi đắp và lan tỏa những giá trị văn hóa tới mỗi con người, mỗi gia đình và mỗi thôn xóm. Xã Phụng Công hiện có 13 điểm tín ngưỡng tôn giáo như chùa Ngò, chùa Đầu, chùa Bến, chùa Đại, chùa Khúc. Trong đó, đền Ngò và đình Đầu được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Theo truyền ngôn, làng Phụng Công có từ thời Hai Bà Trưng khởi nghĩa. Vào năm 40, năm Canh Tý, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Tô Định. Trên đường hành binh tiến đánh thành Luy Lâu, Bắc Ninh, thủ phủ của chính quyền Đông Hán ở Giao Chỉ ngày ấy, đã đi qua vùng đất này. Hào trưởng Trần Cảnh đã cùng nhân dân Trại Ngô, nay là làng Ngò, đốt đuốc trong đêm đón rước quân sĩ ở cánh đồng Trầu, đào giếng lấy nước phục vụ việc luyện binh mở tiệc khao quân ở Ba Yến. Trai tráng trong làng đua nhau theo hai bà ra trận. Cảm kích trước công lao và tấm lòng trung nghĩa của người dân, hai bà đã đặt tên cho vùng đất này là Phụng Công. Sử sách và truyền ngôn từ đời này qua đời khác thì chúng tôi biết Hai Bà Trưng là khai sinh ra cái tên của xã Phụng Công. Nghĩa của từ Phụng Công là dân ở đây có công, đóng góp, phụng sự hai bà, phụng sự đất nước. Vì vậy hai bà đặt cho cái tên là làng Phụng Công, bây giờ là xã Phụng Công. Nhằm phát huy các giá trị đặc sắc của các di tích, từ năm 2020 đến nay, xã đã huy động hàng chục tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp, mở rộng các di tích theo đúng các quy định của nhà nước. Những mái đình, những ngôi chùa rêu phong cổ kính với kiến trúc lịch sử văn hóa lâu đời ở Phụng Công đang có sức hấp dẫn kỳ lạ với du khách gần xa mỗi khi đến với Phụng Công. Một trong những điểm nổi bật khác rất đáng tự hào của mảnh đất và con người nơi đây là Phụng Công là một trong số rất ít địa phương của tỉnh
vẫn giữ gìn bảo vệ được nguyên vẹn hệ thống ao hồ với tổng diện tích trên 7 hectare trải dài từ đầu xã đến cuối xã. Để giữ được hệ thống ao hồ và có được cảnh quan như hiện nay, bên cạnh sự kiên quyết của chính quyền địa phương, phải nói đến ý thức tinh thần trách nhiệm của từng người dân, từng gia đình và cả cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống. Thôn đầu chúng tôi thì hệ thống ao hồ thì hiện tại thời điểm này đã được cải tạo, giữ gìn sạch sẽ, có thể là cái khu phục vụ các cháu bơi lội vào mùa hè đến và các cụ có thể ngồi ghế đá ngắm mát mỗi buổi chiều về. Và đặc biệt hơn nữa là toàn bộ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình hiện tại được thu gom toàn bộ ra hệ thống mương cái, không còn đổ ra ngoài hệ thống ao nữa. Thì đấy là một cái điều mà hết sức quan trọng để làm sao mà giữ gìn và bảo tồn xanh sạch đẹp cái khu ao của hệ thống thôn đầu và của xã nói chung. Ở đường cái thì phát động chị em phụ nữ là thường xuyên quét dọn một tháng một lần. Thế còn ở trong thôn xóm thì có tổ vệ sinh hàng tuần như thế là dọn làm hai buổi. Thế vào ngày thứ tư và ngày thứ sáu và cứ ngõ nào là phụ trách của ngõ đó quét dọn thường xuyên. Các nhà thì phát động là phân loại rác thải này. Ai cũng có ý thức xây dựng quê hương cho nó đẹp. Trong năm 2024 và những năm tiếp theo của cuối nhiệm kỳ thì ban chấp hành đảng bộ cũng xác định tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện các cái tuyến đường giao thông trong khu dân cư cũng như khu sản xuất hoa cây cảnh. Đồng thời nữa là lưu ý đến công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là tu sửa các điểm văn hóa, khu vui chơi, các công trình phúc lợi công cộng, áp dụng công nghệ số để cho nhân dân có những cái cơ hội quảng bá giới thiệu sản phẩm trên nền tảng công nghệ số. Cùng với đó thì cũng hướng dẫn cho nhân dân và tổ chức cho nhân dân nâng cao cái chất lượng của sản phẩm của làng nghề, phối hợp với các cái trung tâm và viện hoa cây cảnh đưa những cái giống cây hoa mới để có giá trị kinh tế cao hơn và có thể nâng tầm sản phẩm trên cái định hướng từng bước phát triển. Phụng Công sẽ là một điểm sáng của Văn Giang trong cái việc phát triển làng nghề và gắn với phát triển du lịch cũng như là phát triển đô thị trong thời gian tới. Có thể khẳng định bộ mặt làng xóm thôn quê của xã Phụng Công đang và đã có kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ và thông minh. Với cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, bên trong những ngôi nhà là những con người cần cù, thân thiện, năng động và sáng tạo. Phụng Công đã thực sự trở thành niềm mơ ước của nhiều làng quê Việt Nam. Đến với xã Phụng Công, chúng ta có cảm giác như đến với một đô thị hiện đại thu nhỏ. Bên dưới những ngôi nhà cao tầng là những vườn hoa quanh năm khoe sắc. Những con đường trong thôn trong xã chẳng khác nào những con đường ngoài phố. Điểm khác biệt có lẽ là hai bên đường được người dân trồng hoa quanh năm tỏa hương khoe sắc. Cảnh quan môi trường và thành quả lao động chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng ta cảm nhận Phụng Công một miền quê đáng sống.